Anh ơi cho hỏi thăm cái trò chơi này, trò chơi làm sao anh? Nói giùm một đoạn này. Trò chơi nhân gian thôi anh. Vậy hả? Tức là mình chơi cho nó vui, tức là mình bắt với nhau mà ăn dưa leo từng đòn đội. Nếu mà ai ăn nhiều dưa leo nhất là thắng. À mà cái trò chơi này là như là của du lịch Tiên Định tổ chức cái gì? Tại trò chơi này trong đoàn đội em nghĩ ra để chơi cho vui thôi, chứ không phải là trò chơi ở trong của bên khu du lịch mình ha. À cũng như là mình nghĩ ra mình đến đây mình là anh em mình nghĩ ra để mà đến đây là lập ra một cái cuộc chơi á, chơi cho vui. Dạ vậy cảm ơn anh nha. Dạ, dạ. Dạ hiểu rồi. Rồi bây giờ là trò chơi này là trò chơi là mình cắn lá bài mình múc bột lên rồi mình truyền cho người ở sau, mà nếu người nào đầy tô trước á thì người đó thắng nha cả nhà. Ai cần bài thì nói xong đưa bài nha. Ai cần bài? Rồi còn trò chơi này là trò chơi là bịt mắt lại là đậu nào ăn dưa leo nhiều trái là đậu đó là thắng nha cả nhà, được lãnh thưởng. Đây là những trái dưa leo. Trái dưa leo để bày ra trò chơi. Mình ăn trái dưa leo hết là lãnh được cái gì cưng? Hết đội nào ăn nhiều luôn thắng. Ăn trái dưa leo nhiều là thắng phải không? Dạ đội nào ăn được nhiều á. Nhiều là thắng. Dạ, là thắng mà làm thắng mình lãnh được cái gì? Dạ cái này là ban tổ chức đưa ra, mình chưa có biết quà là gì đó chú. Dạ chưa biết quà là gì. Dạ cảm ơn. Cũng như là hai đội. Dạ bốn đội. Bốn đội hả? Rồi bốn đội. Ăn dưa leo nhiều nhất là đậu đó thắng. Dạ hiểu rồi. Cũng như là chai treo trái dưa leo gì nè cả nhà. Mà bịt mắt lại. Bịt mắt lại mà bốn đội, mà đội nào ăn nhiều là đội nó lĩnh thưởng. Mà cũng như là người ta tổ chức ra mà cũng chưa biết là lãnh cái phần quà gì. Không phải có quà thôi. Trò chơi thứ ba này là trò chơi này là vui nè cả nhà. Trò chơi là chủ đề là sức khỏe nha. Là người ta nói là một người đầu tiên là sức khỏe rồi mình mới gia ni. Đó là gia ni gì đó là giống như là gồng hai tay là mạnh khỏe đó, là sức khỏe đó. Nếu mà cái người cuối cùng mà trả lời được thì người đó thắng. Ok. Bữa nay cái video này là mình đi quay khu du lịch sinh thái Tiên Định nha cả nhà. Nằm về ở Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nếu mà anh em cô bác nào mà có đi khu du lịch sinh thái Tiên Định này á, thì ngay bến đò số 17 chạy thẳng vô nha cả nhà. Đúng là chùa Giác Quang là chùa lá hồi xưa cả nhà, chạy vô khoảng 200m. Khu du lịch này thì mình vô vé là 30.000 nha cả nhà. Mà vô vé 30.000 là mình vô đó là người ta bao trái cây cho mình ăn thoải mái là không có lấy tiền. Mà ở trong này là có bán đồ hải sản nha cả nhà. Mình có bạn bè mình dắt ở đây là ok. Khu du lịch này là ngay bến đò số 17 nha cả nhà. Để mình xé to bến đò nha cả nhà xem nha. Đó là trước mặt mình ở bến đò số 17 đó cả nhà. Đi thẳng vô khoảng chừng 100m, 200m tới. Bữa nay khu du lịch sinh thái Tiên Định này thì có công ty người ta lên ta tổ chức để mà trò chơi nha cả nhà. Trò chơi mà lĩnh thưởng á. Thì mình nghe nói mình xuống mình quay luôn cho cái nhà cùng xem luôn. Thì bây giờ là mình dạo không gian ngoài đường nè cả nhà, rồi mình thẳng cho mình quay. Cả nhà theo dõi cái video của mình nha. Còn cái đường là mình đang đứng ở đây là bến đò số 17 nha cả nhà. Là Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Là cái đường này chạy thẳng về bến đò số 3 là qua đò chạy thẳng về Tân Châu luôn.
Rồi bây giờ là mình vô tới chỗ khu du lịch sinh thái Tiên Định nha cả nhà. Đây là trước mặt mình là cái cổng góp vé nha cả nhà. Là 30 ngàn một vé. Mình vô đây là mình ăn trái cây thoải mái, không tính tiền nha cả nhà. Khu du lịch sinh thái Tiên Định này là bây giờ là trang trí rất là đẹp nha cả nhà, rất là sang trọng. Nếu anh em cô bác nào mà Tết mà có đi du lịch chơi đó, ghé đây là chụp hình là ok nha. Phong cảnh bây giờ là trang trí là rất là đẹp. Để mình quay từ góc cho cả nhà xem nha. Ở đây là cũng có trò chơi nha cả nhà. Mình đi vòng vòng ở đây là ở sau này trái cây rất là nhiều. Mình vô đây mình đi du lịch là mình vô vé 30 ngàn mà mình ăn trái cây cũng đủ tiền nha cả nhà. Tính ra là không có mắc. Tại giờ trong này người ta có trồng vườn trái cây là về mình vô vé người ta góp vé mình 30 ngàn là mình vô mình ăn như là mình ăn. Mà mình ăn thôi chứ mình không có được đem hái đem về nhà nha cả nhà. Tại người ta bao mình ăn tại chỗ thôi. Ở đây là cũng có bán đồ hải sản nha cả nhà. Mình vô đây mình kêu đồ da là mình đó, mình chọn món nào thì mình kêu món đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Mình dạo một vòng đây rồi mình đi quay hết phong cảnh ở đây luôn, mình đi ra tuốt mãi luôn. Quá xinh đẹp luôn cả nhà. Năm nay trang trí rất là đẹp. Cái video này quay bữa nay là ngày mùng 4 nha cả nhà, ngày mùng 4 tháng 12. Bữa nay là ngày thứ 5 nha cả nhà. Bữa nay là có đoàn công ty người ta lên đây tổ chức để mà trò chơi để trúng thưởng cả nhà. Bây giờ là người ta đứng ngoài cổng, người ta sẽ sạn khoảng nửa tiếng nữa là người ta chơi trò chơi đó, mình ra máy mình quay. Bây giờ mình vô đây mình quay một đoạn cho cả nhà xem rồi mình đi đảo ra ngoài mình quay trò chơi mà công ty người ta tổ chức đó cả nhà. Là để lĩnh thưởng đó. Cả nhà chờ xem nha.
Chị chú chuyên về quay phim đấy kìa. Anh ơi, cho hỏi thăm cái trò chơi này, trò chơi làm sao anh? Nói về một đoạn anh. Trò chơi nhân gian thôi anh. Vậy hả? Tức là mình chơi cho nó vui, tức là mình bắt với nhau mà ăn dưa leo từng đòn đội. Nếu mà ai ăn nhiều dưa leo nhất là thắng. À mà cái trò chơi này là như là của du lịch Tiên Định tổ chức hay gì? Tại trò chơi này trong đoàn đội em nghĩ ra để chơi cho vui thôi, chứ không phải là trò chơi ở trong của bên du lịch mình ha. À cũng như là mình nghĩ ra mình đến đây mình là anh em mình nghĩ ra để mà đến đây là lập ra một cái cuộc chơi á, chơi cho vui. Dạ vậy cảm ơn anh nha. Dạ hiểu rồi. Cũng như là lợi ra lợi chỗ khu lịch Tiên Định để tổ chức cái trò chơi. Rồi bây giờ là trò chơi đầu tiên là trò chơi là ăn dưa leo nha cả nhà. Đó là trước mặt mình đó. Là bịt mắt lợi là cái đội nào mà ăn được nhiều trái dưa leo là đậu đó được lãnh thưởng nha. Bịt mắt là ăn trái dưa leo. Đây là những trái dưa leo. Trái dưa leo để bày trò chơi. Mình ăn trái dưa leo hết là lãnh được cái gì cưng? Hết đội nào ăn nhiều là thắng. Ăn trái dưa leo nhiều là thắng phải không? Dạ đội nào ăn được nhiều á. Nhiều là thắng. Dạ, là thắng mà là thắng mình lãnh được cái gì? Dạ cái này là ban tổ chức đưa ra, mình chưa có biết quà là gì nữa chú. Dạ chưa biết quà là gì. Dạ cảm ơn. Cũng như là hai đội. Dạ bốn đội. Bốn đội hả? Rồi bốn đội. Ăn dưa leo nhiều nhất là đậu đó thắng. Dạ hiểu rồi. Treo trái dưa leo gì nè cả nhà. Mà bịt mắt lợ. Bịt mắt lợ mà bốn đội, mà đội nào ăn nhiều là đội nó lĩnh thưởng. Mà cũng như là người ta tổ chức ra mà cũng chưa biết là lãnh cái phần quà gì. Không phải có quà thôi. Treo cái dưa leo gì nè. Là cũng như là bịt mắt lợ. Bịt mắt lợ là ăn giá cái gì ăn giá không được. Này đút là ăn gian rồi, đút là ăn gian rồi. Đút.
Ăn gian mới được. Ăn gian mới được. Không ăn gian là không được phải không? Gió hơi nhiều các anh chị. Cho hết thăm. Cái chơi trò chơi bột này là sao? Trò chơi này là trò chơi chuyện bột. Tức là phía trước mặt đồng đội của mình có một tô bột và phía sau có một cái tô không. Nếu như đồng đội dùng cái lên, 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 lên trong cái bột của mình và có thể là di chuyển từng cái bột đó về tới cái đích mà vô cái tô cuối cùng mà nhiều bột là người thắng. Cái tô nào nhiều bột là tô đó thắng. Đúng rồi. Dạ. Tô nào nhiều bột là tô thắng. Dạ, cho nên okay. Là các chị phải di chuyển làm sao? Bột làm sao mà còn cái lá bài? Hãy mượn sức, hãy tương trợ, hãy hòa hợp với nhau các anh chị. Rồi bây giờ là trò chơi này là trò chơi là mình cắn lá bài và mình múc bột lên là mình truyền cho người ở sau, mà nếu người nào đầy tô trước á thì người đó thắng nha cả nhà. Lên 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 lên. Ai cắn bài thì nói xong đưa bài nha. Ai cắn bài? Rồi ai cầm bài mình gặp bao tôi chấp kia. Đây đây đây. Cam chị chị. Sự là cam quay đi chơi cũng như đi làm. Dạ, đi làm cũng như đi chơi. À, cam chị hãy thấy không ạ? Rồi chị là thắng rồi đó. Ở trên hết bột ở dưới không có nè. Các bạn hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó ha. Vậy là đợi các bạn ăn ý ghê luôn á. Có phải là trong quá trình các anh chị đi làm ăn quay, các anh chị có thể là nói con đường AB, phương hướng cuộc đời, và người tiếp theo có phải là minh họa sản phẩm không ạ? Và người tiếp theo có thể nói cuốn kiếp công ty không ạ? Đó là cái sự phối hợp nhịp nhàng các anh chị. Trong trò chơi mình cũng vậy. Các anh chị hãy nhớ, phối hợp rất là nhịp nhàng thì bột mới về đến đích còn nguyên các anh chị. Nếu các anh chị phối hợp chưa nhịp nhàng, chưa tốt thì bột các anh chị sẽ rơi dọc đường. Sẽ rơi dọc đường nha các anh chị. Chị tính khi mà to bột của mình mà phía sau. Múc đâu múc, đùa lại nè. Đùa lại cho gọn. Ở trên đây mình hết bột, ở dưới còn miếng. Tất cả bốn tô hết đều có bột các anh chị. Nhưng mà tuy nhiên có tô nhiều, có tô ít. Nhưng mà chị chưa biết đúng không ạ? Nếu như bài các anh chị ướt thì các anh chị sẽ chơi tay, đồng sẽ đưa bài nha. Vô hàng các anh chị. Còn đợi các anh chị vô hàng. Cái vụ gì mà cầm cái tô luôn rồi. Ê, không có chỗ nữa. Alo. Các chị tranh thủ, mình còn 5 phút để duy trì một đi xuống cuối buổi của mình. Mình còn 5 phút nữa các anh chị. Còn đợi các anh chị đâu? Phối hợp sự nhịp nhàng của các anh chị đâu? Các anh chị phải bình tĩnh. Các anh chị phải dùng tay che bột mình lại các anh chị. Hôm nay thì
hơi gió. Các chị có thể dùng hai tay che bộ các chị, làm sao mà giữ bộ nguyên trên lá bài và truyền cho người bạn của mình, và người bạn của mình tiếp tục truyền, tiếp tục truyền đến cuối cái tô các chị sẽ có bộ thôi. Ban tổ chức cho phép các chị dùng tay che bộ. Ban tổ chức cho phép dùng tay che bộ trên lá bài, chứ không dùng tay ôm bộ nha. Các anh chị đừng di chuyển xa, hàng của mình ở đâu đứng yên đó, cái người lấy bột quay qua là tới mình, quay qua là tới mình thì nó nhịp nhàng gấp và đều nha các anh chị. Các anh chị đừng di chuyển. Còn lại 3 phút. Cố lên, cố lên, tập trung vô mọi người ơi, tập trung. Lên đây còn có mấy à, mấy giây nữa hả, có mút nữa hả. Càng ít thời gian thì mình phải càng tập trung nha mọi người. Long thấy hình như là kẹt nửa lạ người tám căn. Mình có cái con không? Vụ gì? Nó mệt cầm cái tay. Quá sai rồi các anh chị ơi. Quá sai rồi. Mình phải đơn giản, mình phải tin tưởng, mình phải làm theo. Đội số 4 này Long thấy rất là nhiệt nhàng. Đội số 1 mau lên. Các chị, quan trọng là cái sự phối hợp, quan trọng là cái sự ăn ý với nhau. Trò chơi cuối cùng gọi là cái trò chơi hiểu nhau. Giờ bây giờ là tới trò chơi thứ ba nha cả nhà. Trò chơi thứ ba là chỉ là mình gia ni thôi. Mình gia ni thôi mà nếu mà mình đón được cái chữ đại đó là gì là người đó được lãnh thưởng. Đó là trò chơi tam sao thất bại. Bây giờ nè. Mình cử ra bốn người giúp em. Mỗi một đại cử ra một người. Rồi, đứng lên. Bốn đại một người, mỗi một đại một người. Cameraman mình mới thiểm phẩm. Giờ thiểm phẩm nha, coi ai thắng nha, ai thắng ai thôi. Rồi, đây, quay. Nè, 1, 2, 3. Bỏ. 1, 2, 3. Không lẽ ta chắn đi đi. Nữa ta. Thôi tay trắng đen đi, đi. Đúng rồi, một là trắng đen đi. Tay nào trắng, tay nào đen. 1, 2, 3. Rồi. Nè, 1, 2, 3. Rồi, đưa làm lại. Bởi vì chị vô là chị thắng. Quay qua đây xử thật trước nè. 1, 2, 3. Kiểu là 1, 2, 3. Đội số 1 lên, đội số 1 tiến lên phía trước. Đội số 1 mình tiến lên phía trước để chuẩn bị chơi trò chơi. Cùng chú B lãnh đạo chơi hết trò chơi luôn. Dài đi, xếp hàng dài đi.
Đúng mà hàng dài thì ở đây không thấy hết. Có ngày nào xếp hàng dài đi rồi mọi người quay ngang qua mọi người coi là được rồi. Rồi bây giờ mọi người nhớ đồng đội của mình là ai không? Mình nhớ xuống mình chưa? Đồng nói đồng số 3 là ông, mọi người nhớ số 3 không? Tại vì sao một chút hồi là tới đội số 2 chơi thì lúc này là đứng bước lên hết. Đội số 2. Em nhờ tất cả mọi người đứng lên giúp em. Di chuyển qua thôi. Rồi mình về chỗ đi trẻ. Không không, bên này. Bên này. Rồi ok. Rồi. Quay bên đây em, bên đây là sân khấu nha. Rồi. Ngồi xuống. Rồi sát qua đây chút xíu. Rồi sát vô mé chút xíu. Rồi ok, rồi ngồi xuống. Rồi xuống. Ngồi xuống nha. Rồi. Các bạn nha. Ủa mình không quay lại đây hả? Rồi, bây giờ nè. À, ai muốn là người bắt đầu? Ngồi xuống đi anh chị. Đây nè. Bây giờ nè, em mọi người quay ra sau á, cái thể lệ là như vậy. Bây giờ Dương sẽ nhận một thông tin từ ba tổ chức nữa mà, và Dương sẽ diễn tả bằng tay, bằng chân, bằng cái gì cũng được, nhưng mà không được nói ra miệng. Được. À, rồi sau đó là Đào sẽ đón tí của Dương, Đào sẽ nói qua cho Linh, Linh sẽ nói qua cho anh hả? Ủa lộn, diễn tả nha. Tức là truyền với các chị, truyền thông tin từng người mà các chị đến. Bữa nay mình sẽ chơi cái trò chơi đó là không ngôn ngữ. Rồi ok. Rồi bây giờ quay qua. Ai chưa hiểu à? Quay đằng sau. Ai hiểu chưa? Ai chưa hiểu không? Không có ai, có ai chưa hiểu thì mình sẽ nói lại nha. Có nghĩa là ngồi trước sẽ diễn tả và mình sẽ đón người đang muốn cái gì, nói cái gì mình diễn tả cho người kế tiếp nữa mà. Rồi. Nhờ một anh chị ban tổ chức giúp em à, hết tiền rồi. Các anh chị hiểu chưa các anh chị? Hiểu. Ừ. Thấy lỗi em chơi là cũng hiểu rồi. 1 2 1 2 1. Rồi nhờ Thịnh qua bên kia. Cái thông tin cuối cùng của em là gì? Em ghi chú lại giúp chị. Ha. Thông tin người cuối cùng đưa cho em là gì? Em ghi chú lại. Chị em mình cũng không biết nhau luôn á. Ok. À, sau đây là lượt chơi đầu tiên. Lượt chơi này rất là quan trọng. Em muốn câu hỏi dễ thì khó. Chưa vừa. Có ai có cái giếng không? Cái giếng trên mình luôn kìa. Thôi nói nhỏ cũng được, nói nhỏ cho em nghe được không? Nói nhỏ thì cái này đâu biết là gì. Gà này, gà giấu thôi. Thì ta mới vui. Chị viết lên lá bài kìa, chị viết lên lá bài kìa. À. Gà truyền đến cái người cuối cùng. Nếu như mình nói đúng với cái gì đó thì mình thắng. Ví dụ như cho em coi chút thôi. Quay mà em, 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 quay mà. Đây. Dễ lắm rồi đó. Rồi. Ủa em caramel mà. Mình chủ đề đi rồi mình chọn từ như trời. Mọi người phải nói chủ đề nha. Dễ hoa tốn sao biết tốn. Không, cái vấn đề chị là chuyện của chị nè. Một là miêu tả một. Rồi. Cái này nó danh từ rồi. Không, làm được. Làm được. Không biết. Bây giờ cái tầng giọt đó. Hành động. Đúng rồi. Biết mục tiêu là gì không? Là cái lỗi. Ê, tôi mệt quá. Ủa, tôi là ba tôi chết rồi.
Không nói đó. Không nói đó. Nói nữa tôi đánh thiệt. Trò chơi thứ ba này là trò chơi này là vui nè cả nhà. Trò chơi là chữ đời là sức khỏe nha. Là người ta nói là một người đầu tiên là sức khỏe rồi mình mới gia ni. Đó là gia ni gì đó là cũng như là gồng hai tay là mạnh khỏe đó, là sức khỏe đó. Nếu mà cái người cuối cùng mà trả lời được thì người đó thắng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi ok. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái này động tác không bằng ngôn ngữ, nhưng mà ngôn ngữ là không nói được đâu, không nói được đâu. Rồi động tác rồi. Tôi thấy bộ hơi sai. Cô bạn quá đi mù quá rồi đó. Cái gì dễ dễ vậy nghe. Cái gì hả? Đập chung, đập chung. Tập tạ đúng không? Quay lại. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái này là danh từ. Danh từ nha. Danh từ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Gật đầu không? Hiểu không? Mãi tới giờ cuối rồi. Nói về cái chủ đề gì cái gì nữa mình nói lớn luôn hay là sao lên cao sức khỏe. Bây giờ xin cho em mượn tính đâu đi. Tập trung.